các bạn thân mến. Hôm nay trang trại sinh vật cảnh Thắng Lộc ở tại địa chỉ khu 2, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ xin chuyển đổi đến các bạn là một mô hình là ghép quả bưởi. Thế những cái bưởi nhiều cây thì nó cũng do cái vấn đề về thiên nhiên và nhiều vấn đề khác nó không có quả. Thế vậy ta có thể có những cây thì rất là nhiều quả mà có cây lại không có. Thế thì mình xin giới thiệu đến các bạn một cách ghép mà mình đã ghép rất thành công. Có thể nói 100 quả ghép thì thành công cả 100. Đây là quả bưởi mình đã cuốn ở vòng quanh cuống. Thế còn đây là quả bưởi. Thế để cho quả bưởi này vào cái cuống bưởi này nó không bị khát nước thì ta dùng như sau. Bạn có thể dùng túi ni lông đen hoặc trắng là do tùy bạn. Sau đó là gì, ta cuốn cuống quả bưởi và ta cho cái quả bưởi vào trong cái túi này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Thế sau đó là gì? Sau đó là các bạn buộc nó lại. Buộc lại để làm gì? Nhớ là khi buộc thì đưa cái đầu cuống nó lên nhé. Buộc để làm gì? Buộc để cho nước không thể nào phát được. Được chưa? Thế sau đó buộc xong rồi, thế này rồi thì quả bưởi nằm ở trong cái này rồi, không thể nào mà phát hơi nước được. Thế thì ta chỉ việc cắt một cành, chọn một cành như ý nhé. Và ta dùng dao cắt nhé. Một 4 phần. Và cái này ta cũng cắt có 4 phần, không cần phải dùng đến túi lông nhiều. Rất đơn giản, bạn đưa cái này vào, được chưa? Đưa muốn ghép này vào đây, giữ chặt. Sau đó lấy chính cái túi ni lông này, cái chả phải lấy ni lông nào quấn cả đó. Quấn thật chặt nha. Đây là quấn thật chặt, được chưa? Sau đó là gì, ta buộc vào lại. Thế thôi. Thế là các bạn đã ghép xong quả bưởi. Các bạn nhìn nào, rất đơn giản chứ không cần phải lấy dây ni lông làm nhiều. Lúc đầu rồi mình cũng không hiểu, mình lấy rất nhiều dây ni lông mình cuốn lên cuốn xuống, miễn làm sao để cho nước không vào được cái bối này. Thế thì để nước không vào được thì chỉ cần là lấy cái túi ni lông đó ta cuốn chặt vào cái đấy cái để ta buộc thật chặt vào để nước không vào được nha. Thế không phải dùng ni lông là gì nhiều. Hôm lúc trước mình cũng biết làm là mình dùng rất nhiều ni lông, cho nên đây là mình đơn giản mình giới thiệu các bạn như vậy. Nếu như các bạn thấy rằng là video này của mình hữu ích cho nhà vườn, mong rằng các bạn đi hoặc vào đăng ký trong kênh Ốc Nhồi Quê Hà Lộc để xem nhiều video của bọn mình hơn. Mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt. Nam mô A Di Đà Phật.